phần bầu rồi nè ha, còn cái này thì không có. Mặc dù là nhìn nó cũng trong suốt, nó cũng màu trắng, đầu cọ lông màu trắng. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Sợ đây. Nói thì thật ra là muốn làm một cái vlog nhiều hơn, tuy nhiên là mình đang bận chạy deadline. Kiểu như là khi mà mình mở shop thì mỗi một tháng mình sẽ chăm chỉ mình ra, mình vẽ nhiều tranh hơn. Và cũng như là nếu như mà muốn vẽ nhiều tranh hơn thì mình sẽ phải dành thời gian cho vẽ và tính toán lại cái thời gian sao cho mình có thể vẽ xong, và trong một tháng mới thì các bạn sẽ có những cái sticker mới á, kiểu vậy. Thì tháng này mình đang cố gắng làm nhanh hết mức có thể để có thể có cái sticker mới cho các bạn. Không biết có bạn nào bị nhầm giữa hai cái cây cọ này không ha? Đây là cái cây cọ mà mình thường hay sử dụng dạo gần đây trên video của mình, và một số bạn nói đây là cây mộc lan hoa lợn thì không phải. Mộc lan hoa lợn phải là cây này mới đúng. Đây, hai cây này nó khác nhau khá là nhiều về kích cỡ cũng như là về cái thiết kế. Mặc dù cái đầu lông thì trông nó khá là giống nhau, tuy nhiên các bạn có thể thấy rõ là cây mộc lan hoa lợn thì nó sẽ nhỏ hơn cây này rất là nhiều. Cái này thì tạm thời hiện giờ mình không có nhớ tên, các bạn có thể lục lại những cái video cũ, những cái video mà lúc mà mình mới sử dụng cái cây này thì các bạn có thể thấy cái tên của nó ha. Còn hiện tại bây giờ thì mình chưa có nhớ tên, nhưng mà các bạn có thể thấy là giữa hai cây này thì nó không có giống nhau về kích cỡ lẫn cả cái thiết kế của nó. Như cây này nó ở chỗ này nó có cái phần bầu rồi nè ha, còn cái này thì không có. Mặc dù là nhìn nó cũng trong suốt, nó cũng màu trắng, đầu cọ lông màu trắng và lông hỗn hợp này kia thứ, nhưng mà không phải đâu, hai cây nó khác nhau. Nhưng cây này thì nó sẽ mềm hơn rất là nhiều so với lại cây này. Thì các bạn cũng biết là từ hồi mà mình xài cái cây này, gọi là cây nhũ khen tử hào mà. Mình không nhớ nó là tên gì ha. Thì cái cây màu vàng nè, từ tới bây giờ các bạn có thể thấy là form cọ này kia thứ nó không có bị toe ra quá là nhiều. Cũng như là nãy khi các bạn xem những cây cọ của mình lúc mà khô nè, cây này đang khô nha các bạn, và nó vẫn vô form bình thường. Thì lý do là tại sao? Lý do là bởi vì mỗi khi mình sử dụng xong á thì mình sẽ không có cắm ngược bút như thế này, không có cắm bút thẳng đứng ha, mà mình sẽ để yên cho cái cây cọ của mình nó ngủ yên như thế này. Có nghĩa là cái đầu form nó đang vô form thế này đúng không, xong mình sẽ để cho nó ngủ yên luôn, cho nó khô tự nhiên. Thì như vậy thì cái form cọ của mình nó sẽ không bị toe ngồi, và cũng như là mình hạn chế mình đụng vô cái form cọ này thì nó sẽ hạn chế bị hơn. Và nếu mà tốt hơn nữa thì các bạn có thể dùng một cái nắp các bạn đậy lại như thế này, thì nó sẽ cố định lại cái đầu cọ không bị đụng va vập gì đâu hết, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, thì nói một chút về cây cọ của mình đang xài ha. Với bản thân mình đi thì thiệt ra là cái cảm giác mà mình sử dụng cọ nó sẽ rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình không có điều khiển được cọ thì sẽ rất là khó mà mình sử dụng, đúng không? Khi mà mình cầm một cái cọ lên mình phải cảm giác nó như thế nào đó thì mình mới sử dụng và sử dụng lâu dài. Ví dụ như là có một số cây thì mình sẽ sử dụng nó rất là nhiều, ví dụ như là cây bồ tát mang, hoặc là cây này, hoặc là những cây nào đó nó có cái độ lông nó mềm. Thường thì những cái lông mềm thì thường sẽ là lông thỏ, hoặc là nếu mà muốn cứng hơn thì mình sẽ sử dụng lông hỗn hợp ha.
thì lông hỗn hợp nó sẽ trộn hai cái loại lông lại với nhau, thì cái lông cọ của mình nó sẽ hơi cứng một chút. Còn với những cái lông cọ mà nó cứng hẳn luôn á thì mình sẽ ít khi nào mình sử dụng, hoặc là chỉ sử dụng cho cái việc là mình lai nét thôi thì mình mới sử dụng những cây cọ có lông cứng như vậy. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy rất ít khi nào mình sử dụng cây nhất tiễn mai, mặc dù mình có cây nhất tiễn mai. Đây là cây nhất tiễn mai của mình. Đây thì các bạn có thể thấy là cái lông cọ của nó khá là cứng, và cái đầu cọ của nó thì khá là dài ha. Thì cái cây này mình thấy là nó phù hợp để mà đi những cái mảng nhỏ, mảng chi tiết và cũng như là lai nét. Để ít khi nào xài cái cây này, rất ít khi luôn. Đấy, tới bây giờ bảo quản vẫn rất là tốt nha. Còn một số cây thì nó bị một cái trường hợp là nó là lông mềm. Nó là lông, một cái loại lông khá là mềm. Tuy nhiên là nó lại bị cái form của nó là cái form thẳng luộc như thế này. Thì nó cũng tương tự như cái nhất tiễn mai vậy đó. Thì những cái form như thế này mình cũng ít khi nào mình xài, tại vì nó khó điều khiển hơn so với lại những cái cây mà có cái form trung bình. Cây này thì thuộc form nhỏ rồi, nhưng mà lông, lông cọ của nó mềm thì nó thuộc về cái khoảng mà đi mảng. Tuy nhiên thì do cái lông nó mềm quá và cái đầu cọ này của nó thì nó không có đủ to, nó cũng ít hút nước và cũng như là nó khó cho mình trong cái việc của mình đi mảng các bạn, cho lỡ khi nào mình sử dụng. Mặc dù cây này là một cây rất là tốt nha, cây rất là mắc tiền luôn á. Cây này theo mình nhớ giá thì đợt Hoàng Nguyệt Cát gửi cho mình thì bảo là 300 mấy một cây. Mình chưa sử dụng quá nhiều cây này. Những cây mà mình sử dụng ở đây thì mình có thể nói với các bạn là giá của hai cây này nó tầm 20 mấy ngàn. Cây này thì mình không nhớ giá, nhưng mà nó khoảng 100 mấy. Rất nhiều bạn hỏi mình sử dụng cọ như thế nào này kia thứ, thì bản thân mình thì mình không nghĩ là cái việc của mình sử dụng cọ gì sẽ đánh giá khách quan hay là sẽ ảnh hưởng tới người mua là các bạn quá nhiều. Thay vào đó thì mình sẽ tập trung làm những cái video về lựa chọn cọ để phù hợp cho bản thân. Bởi vì mình thì mình đề cao cái tính cá nhân nhiều hơn, có nghĩa là các bạn phải lựa chọn được một cái cây cọ nó phù hợp, thật sự phù hợp với bản thân thì các bạn vẽ nó mới thoải mái được. Các bạn biết các bạn cần gì để cho các bạn lựa chọn một cái cọ thật sự phù hợp và cũng như là đáng tiền với bản thân. Ví dụ như là một số bạn thì cảm thấy là cây tiểu hồng mao này xài ok, một số thì không, hoặc là một số bạn thì cảm thấy là cây mọc lan hoa lệnh dễ bị toe ngòi quá, còn một số khác thì lại không chẳng hạn. Nói chung là khi mà các bạn mua cọ thì các bạn phải dựa trên cái sở thích của bản thân, và cũng như là biết bản thân cần gì, bản thân muốn gì thì các bạn lựa chọn những cái cây cọ như vậy để mà các bạn sử dụng ha. Và các bạn biết không, những cái cây cọ lông như thế này nó chỉ phù hợp cho những cái chất liệu mà nó nhẹ, và cơ bản nhất thì nó là cái chất liệu màu nước, nó chỉ phù hợp cho những chất liệu nhẹ thôi. Bởi vì cái lông của nó rất là mềm nè, nó có cái độ tụ, thì nếu như mà những cái chất màu nào mà nó quá keo, quá đặc hoặc là nó quá nặng thì nó sẽ không phù hợp cho cái những cái loại cọ như thế này, mà nó sẽ phù hợp với những cái loại cọ có lông nhân tạo. Ví dụ như là cái bộ này ha, nó sẽ phù hợp cho những cái lông nhân tạo nhiều hơn đấy. Nhưng mà những cái cọ lông nhân tạo như thế này nè thì nó lại bị một cái là nó là cái đầu tròn chứ không phải là cái đầu nhọn các bạn. Thường thì những cái cây mà có cái độ hút nước cao và cũng như là cái tính chất của nó tương đối giống cái cây này thì là cái cọ móp, thì cái đầu của nó sẽ nhọn hơn một xíu. Cái cọ móp của Axiric hoặc là cái cọ móp của các nhà khác nha, maybe một số dòng cọ móp thì nó sẽ có cái đầu cũng khá là nhọn. Những cọ lông nhân tạo thì lông sẽ cứng hơn, nó sẽ phù hợp cho nhiều cái chất liệu hơn, ví dụ là quát nè, đầu bột nè, rồi sơn dầu lam lam lam, những cái chất liệu mà nó nặng hơn, pha nhiều cái chất để kết dính hơn vậy. Mình là một cái người mà thiên về màu nước, do đó là mình luôn luôn mà mình xài ưu tiên những cái cọ trung nhiều hơn ha các bạn. Và dĩ nhiên là khi mà mình đã xài quen rồi á, ngày xưa á nha, thì một cái cọ rất nhanh bị hư, qua tay mình thì rất nhanh bị hư. Tuy nhiên là xài quen rồi và xài lâu rồi thì mình sẽ biết làm sao để mà bảo quản cái cây cọ của mình nhiều hơn. Khi mà cái cọ của mình đang ướt chẳng hạn thì mình đừng có nên dốc ngược cái cây cọ thẳng đứng lên như vậy nè. Các bạn hay cắm vào trong ổ mút thì các bạn hay cắm cái cây cọ như thế này đúng không? Thì như vậy thì nước nó sẽ rỉ từ trên này xuống dưới đây, thì nó sẽ làm cho cái lớp keo ở bên trong cái lông cọ nó bị bung ra, thì nó sẽ nhanh làm cho cái cây cọ của mình nó bị rụng lông nè,
rồi nó bị tróc keo, nó bị mất form này kia thứ đó. Thì tốt nhất á, nếu như mà được thì các bạn mua cái loại giá treo cọ. Tuy nhiên thì bản thân mình đi nha, thì là mình có rất nhiều cây cọ, do đó thì cái giá treo bút nó không thể nào mà nó đáp ứng đủ được cái nhu cầu của mình nữa, các bạn hiểu không? Với lại là không phải cây cọ nào của mình nó cũng có đồ treo như này đâu. Cho nên là mình vẫn theo cái phương pháp của mình là mình sẽ để cái bút yên nghỉ như thế này, xong rồi tự nó khô rồi thì mình sẽ cất nó vào, mình sẽ cắm bút thẳng đứng kiểu như vậy. Nó không có mất nhiều thời gian, tại vì các bạn chỉ để yên nó như vậy thôi mà, cho nên là nó không có mất nhiều thời gian và không có, các bạn không cần phải tác động gì với nó hết trơn á. Một số cây maybe nha, nó xử lý không có tốt về cái lông á, làm cho cái lông cọ dễ bị mốc. Mình rất là không thích những cái cây như vậy, bởi vì khi mà nó đã xử lý không tốt, có nghĩa là cho dù là bạn có rửa cọ sạch đến cỡ nào, bạn sát khuẩn cọ sạch đến cỡ nào thì nó vẫn sẽ nổi mốc trở lại. Thì nó là cái vấn đề ở bên trong của cái cây cọ, bên trong cái lông cọ rồi. Hôm trước mình có thấy một cái bài luyện tập chữ tiếng Trung ở trên TikTok, kiểu như là người ta sẽ luyện tập làm sao để mà người ta khống chế được cái đường nét cọ. Thì khi mà người ta viết chữ tiếng Trung thì mình không biết như thế nào nha, nhưng mà kiểu như là người ta sẽ cầm bút thẳng, mình sẽ luyện bút thẳng như thế này ha. Thì như vậy thì người ta sẽ có cái đầu nhọn này, và người ta sẽ đi nét bằng cọ. Thì cái đó cũng rất là hay. Mình nghĩ là maybe các bạn nếu như mà muốn luyện tập khống chế bút thì các bạn có thể sử dụng cái bài tập đó. Còn bản thân mình thì mình đã xài quen rồi, thì cái việc mà mình cầm bút đứng hay cầm bút nghiêng như thế này thì đã khá là quen thuộc rồi á. Tuy nhiên là nó lại gặp một số cái vấn đề khiến cho mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình sử dụng cái bộ màu này. Mình vẫn muốn review cái bộ màu này đến các bạn, tuy nhiên là mình không biết là mình sẽ nên nói như thế nào. Thật ra là đã có sụt quay của bộ màu đó rồi, tuy nhiên là nó khi mà mình vào cái sụt mà mình vẽ tranh đấy các bạn, thì nó xảy ra cái vấn đề và khiến cho mình rất là bực bội với cái bộ màu đó. Ít chưa bao giờ mình có cảm giác như vậy luôn á, như là một bộ màu khi mà mình tô nó bất lực cỡ mấy đi nữa thì nó cũng khá là kiểu chưa bao giờ mình nghĩ cái chuyện này. Nhưng mà maybe có thể là do hôm đó mình tô màu nó chưa tốt cho nên là nó mới như vậy, đúng không? Thì mình đang xem xét là mình sẽ cần một màu đó mà mình test lại, mình sẽ tô màu với một bức tranh khác với cái bộ màu đó. Cái bức tranh mà mình tô màu với bộ màu đó là một bức tranh mà mình cảm thấy rất là thích nha, tại vì cái bức tranh nó rất là xinh kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà mình tô cái bộ màu đó lên xong rồi mình cảm thấy là trời ơi, cái bức tranh của mình chết cớp. Dạo gần đây á, có một số ngày á mình bị nhiều đơn hàng quá, cho nên là mình bị rối các bạn. Kiểu như là mình chưa có quen được với cái tần suất mà mình phải gói hàng quá nhiều trong một ngày á, thế cho nên mình bị rối, mình không có đọc kỹ đơn, mình không có chép kỹ đơn, thế là mình bị gói hàng thiếu cho một số bạn khách. Thì sẵn đây đi, ở trên video của mình thì mình cũng xin lỗi lại một lần nữa cho những bạn khách nào mà ủng hộ mình qua cái kênh YouTube, và các bạn biết đến mình và các bạn mua những cái sticker, những cái tranh vẽ của mình ở trên đó, thì mình vô cùng xin lỗi nếu như mà mình gói hàng thiếu cho các bạn nha. Và cũng như là nếu như mà cái món hàng đã hết hàng thì mình sẽ bù tiền lại ở trong cái đơn hàng cho các bạn. Bởi vì có một số cái vấn đề là mình in rất ít, các bạn hiểu không, mình in rất là ít tranh, bởi vì mình sợ là mình không có bán hết được, cho nên là mỗi lần mình in thì mình in số lượng khá là nhỏ. Thế cho nên là rất có một số bạn khi mà các bạn mua thì các bạn mua hơi trễ, cho nên là nó sẽ hay bị hết hàng sớm thì các bạn không có mua được nữa. Thì nhưng mà mình lại quên cập nhật cái số lượng lên trên cái app Shopee, thế cho nên là bị cái tình trạng là thiếu hàng và cũng như là không có cung cấp đủ được cái số lượng mà các bạn mong muốn á. Kiểu như vậy thì mình rất là xin lỗi các bạn luôn. Thì cái này thì chắc là mình phải rút kinh nghiệm và cũng như là phải kiểm tra hàng thường xuyên và cập nhật số lượng đó tốt hơn hiện tại bây giờ, bởi vì mình cũng
biết là một mình làm thì nó sẽ rất là hay bị rối kiểu vậy. Đợt trước và cũng như là nhiều cái lần trước nữa thì có một số bạn, mình thấy là có một số bạn nói là mình nên đầu tư một cái mic đi, hoặc là mình nên làm một cái gì đó để cho nó chuyên nghiệp hơn với lại cái chất lượng thu âm của mình. Thì thật ra là các bạn phải biết là mình không kiếm được bao nhiêu tiền với YouTube đâu, thế cho nên là bởi vì cái thị trường Việt Nam này của mình á, cái số tiền mà mình kiếm được cho cái thị trường Việt Nam rất là ít ỏi, và cái nội dung này thì lại làm chủ yếu cho thị trường Việt Nam nữa, thế cho nên là nó không có được kiểu có nhiều tiền để mà có thể mua được những thiết bị nó xịn sò và cũng như lại. Thế cho nên là mình hay nói với các bạn là nếu như mà các bạn muốn bắt đầu mà các bạn làm một cái công việc gì đó thì các bạn hãy bắt đầu ngay và luôn, và đừng chờ đến khi nào mà các bạn có thứ này có thứ kia hoặc là phải full hết phụ kiện nữa thì các bạn mới bắt đầu làm. Có cái gì thì mình cứ làm với cái đó trước đã, sau này nếu mà mình có điều kiện thì từ từ mình sẽ nâng cấp lên. Thì đó là cái cách làm hiện tại của mình bây giờ. Các bạn phải thấy là mình quay bằng con iPhone 6 từ năm nào tới bây giờ mình vẫn quay bằng con iPhone 6, chứ mình cũng chưa lên được chứ mình cũng chưa lên đời được một cái điện thoại hay là máy quay phim hay là một cái máy chụp ảnh gì đó mà nó tốt hơn, đúng không? Thì đến bây giờ nó vẫn là con iPhone 6 đó thôi. Nói ra thì hơi không cầu tiến một xíu, tuy nhiên là mình cảm thấy là cái gì mà mình tiết kiệm được thì mình cứ tiết kiệm, bởi vì cuộc sống của mình nó cũng không có dễ dàng các bạn, nên là mình cũng không có nào mình đầu tư quá là nhiều vô một cái kênh mà mình cảm thấy là nó chưa có phát triển được á. Nếu như mà mình có nhiều tiền thì chắc chắn, và xua chắc chắn là mình sẽ đi đầu tư một cái bộ máy ảnh quay chụp, rồi laptop quay chụp rồi. Nhưng không, cái laptop mình vẫn đang hư, mình vẫn đang quay bằng con iPhone 6, không có thiết bị ghi âm, cũng không có thiết bị chống rung gì cả. Khi mà mình làm việc á, mà mình đầu tư thiết bị vào á, mình đầu tư một thiết bị tốt vào á, thì nó sẽ tốt, đúng không? Về xưa chắc chắn là nó tốt rồi. Nhưng mà khi mà mình không có điều kiện thì mình cũng không cần thiết rồi, mình phải cố mình đầu tư cho nó quá tốt để rồi mang nợ mình nợ vô người, đúng không? Mình nghĩ là cái vlog này thì sẽ đến đây thôi ha, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái vlog tiếp theo của mình. Mình sẽ cần phải tô nốt cái tranh này đây, và còn rất là nhiều cái tranh khác đang chờ mình tô nữa. Ok, bye bye mọi người, bye bye.